Thưa quý vị, sáng nay Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022. Tại hội nghị, cấp ủy cơ sở, thành viên ban chỉ đạo 35, đảng ủy, cộng tác viên ban chỉ đạo 35 cùng lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã được tập huấn quán triệt hai chuyên đề gồm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay và nhận diện, phòng ngừa một số hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thông qua tập huấn nhằm giữ vững trận địa tư tưởng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của đảng trong bối cảnh hiện nay đồng thời nhận thức rõ các phương thức để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các thế lực thù địch phản động và phần thử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc giả mạo chống phá đảng để mỗi cán bộ đảng viên nhân dân khi tham gia tương tác chia sẻ bình luận hương ứng viết bài trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân trước pháp luật